Gói hỗ trợ lãi suất 2% là một trong những chương trình phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo nghị quyết 43 của Quốc hội và nghị định 31 của Chính phủ. Ghi nhận tại Thanh Hóa, sau hơn 4 tháng triển khai, chương trình hỗ trợ này đang đạt được kết quả khá khiêm tốn. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa, qua rà soát trên địa bàn tỉnh có 1.163 khách hàng đủ điều kiện để hỗ trợ với dư nợ trên 1.300 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 131 khách hàng tiếp cận được gói hỗ trợ lãi suất với dư nợ 486 tỷ đồng. Số tiền lãi suất đã hỗ trợ chỉ đạt gần 950 triệu đồng. Để mà có thể tiếp cận được cái lãi suất 2% thì doanh nghiệp phải làm rất nhiều thứ. Ví dụ như là tăng doanh thu, nào là tăng hiệu quả kinh doanh, rồi rất nhiều cái vấn đề. Trong lúc này, ngân hàng phải có những cái hướng dẫn rất cụ thể. Hiện các ngân hàng đang gặp khó trong xác định đối tượng hỗ trợ lãi suất do khách hàng hoạt động đa ngành nghề. Bên cạnh đó, phía ngân hàng cũng khó đánh giá khả năng phục hồi, khả năng trả nợ trong tương lai của khách hàng. Điều này gia tăng hệ số rủi ro và tiềm ẩn nhiều vấn đề trong quá trình thanh tra, kiểm toán sau này. Trong thời gian tới, BIDV Thanh Hóa cam kết đồng hành cùng khách hàng để tìm các giải pháp triển khai tốt nhất cái nghị định 31 của Chính phủ và thông tư của 03 của nhà nước đến khách hàng một cách hiệu quả nhất. Đối với những vướng mắc liên quan đến chính sách, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa sẽ kiến nghị lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để kịp thời tháo gỡ, góp phần khơi thông dòng vốn, đưa tín dụng đi đúng hướng để hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sớm phục hồi và phát triển.